Chào mừng quý vị và các bạn đến với Autobuy. Quý vị và các bạn hãy đăng ký, subscribe kênh để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích về thị trường ô tô xe máy Việt Nam và ủng hộ chúng tôi sản xuất video mới. Thưa quý vị và các bạn, giá xe máy Honda ngày 2 tháng 1 năm 2018 biến động trái chiều tại khu vực Hà Nội và tạm ổn định tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo khảo sát của Autobuy tại một số đại lý Honda ủy nhiệm, giá xe máy Honda ngày 2 tháng 1 năm 2018 tại khu vực Hà Nội tăng với SH 2017, Uenpa 2018 và giảm với Blade và Future. Cụ thể, ở mảng xe số, trong khi Blade vành đúc, Future giảm từ 100 đến 700 nghìn đồng, thì Uenpa 2018, WRSX và các phiên bản còn lại của Blade đồng loạt tăng từ 100 đến 300 nghìn đồng. Trong đó, giá bán thực tế của WRSX đã cao hơn đề xuất từ 100 đến 400 nghìn đồng, các mẫu xe còn lại vẫn thấp hơn đề xuất từ 500 nghìn đồng đến 1,1 triệu đồng. Ở mảng xe ga, SH2017 các phiên bản 150 phân khối cũng tăng 500 nghìn đồng lên lần lượt 97 và 107 triệu đồng, cao hơn đề xuất từ 15 đến 17 triệu đồng. Bên cạnh đó, E-Blade 2018 tăng 200 nghìn với các bản thể thao và cao cấp lên tương ứng 40,5 và 42,5 triệu đồng. Riêng bản tự tính tăng tới 1 triệu đồng lên 43,5 triệu đồng. Hiện giá E-Blade 2018 các phiên bản đang cao hơn đề xuất từ 1,9 đến 7 triệu đồng. Cũng ở mảng xe ga, Vision phiên bản thường tăng nhẹ 300.000 lên 33 triệu đồng. Dưới đây là giá bán trơ giấy và giá lăn bánh, giá bao giấy với các mẫu xe Honda ngày 2 tháng 1 năm 2018 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh theo khảo sát của Autobuy.
Thưa quý vị và các bạn, video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.